Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series chuyện về hùng ca sử Việt. Chuyện về cặp kẻ thù truyền kiếp là Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh. Họ là hai kẻ thù ở hai chiến tuyến. Người này không thể sống khi kẻ kia còn tồn tại. Tôi đang nói đến một trận đấu siêu kinh điển của lịch sử Việt Nam là Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh. Cuộc đời của mỗi người đủ ly kỳ và gay cấn để có thể viết thành hai bộ tiểu thuyết, hoặc giả có thể làm tư liệu để dựng phim Hollywood. Nguyễn Huệ tên thật là Hồ Thơm, là con trai của một người buôn trầu. Ông cực kỳ giỏi võ, là người sáng tác ra Yến Phi Quyền. Nguyễn Huệ tóc quăn, da mặt sần sùi, tiếng nói rền như chuông đồng, đôi mắt nhỏ nhưng rất kỳ lạ. Ban đêm ngồi không có đèn, ánh sáng từ mắt soi rọi sáng rực, không ai dám nhìn thẳng vào mắt của Nguyễn Huệ. Ánh mắt đó xuyên thấu mọi tâm can sâu thẳm của mỗi con người, của đối phương, làm tất thảy đều kinh sợ. Đặc biệt trong suốt cuộc đời mình, Nguyễn Huệ chưa bao giờ đánh thua một trận nào. Thành tích này có thể so sánh với Alexander Đại Đế hay Attila. Quân Tây Sơn ra trận thần tốc, trống đánh thùng thùng như sấm sét, đủ sức làm chùn bước bất kỳ cường địch nào. Về Nguyễn Ánh, ông tên thật là Nguyễn Phúc Ánh, vốn dòng dõi Trâm Anh. Mới mười mấy tuổi thì quân Tây Sơn vào giết cả nhà, rồi sau đó quật lăng mộ tổ tiên lên. Cậu bé Ánh may mắn chạy thoát. Tổn thương và căm hận, cậu lang thang khắp mọi vùng đất, nung nấu ước mơ phục hưng gia tộc đã bị diệt vong. Chính thảm kịch này đã định hình lên nhân cách của Nguyễn Ánh, đó là cực kỳ kiên trì đến mức lì lợm và cực đoan. Thanh niên này đã từng một mình ngồi trên thuyền lên đên ra đảo Phú Quốc rồi. Trên thế giới cũng khó có một ông vua nào mà đường lên ngôi gian nan như Nguyễn Ánh. Từ tay trắng chiến đấu với một đội quân được đánh giá là bách chiến bách thắng, có cả pháo thuyền, pháo hạm, voi chiến, lại được lãnh đạo bởi Tây Sơn Tam Kiệt. Mình nghĩ tới thôi là đã thấy nản rồi, thà đi tu cho nhanh. Quả thật Nguyễn Ánh công nhận là quá cứng. Nguyễn Huệ trong thời hoàng kim của mình đã trong vòng 6 ngày đánh thắng được quân đội của Càn Long, là thời thịnh trị của nhà Thanh lúc bấy giờ, đè bẹp Thái Lan chỉ trong một buổi. Vậy mà ông vẫn dành cho Nguyễn Ánh một sự kiên dè. Ông đã từng nói với các tướng của mình: binh gia đình của Nguyễn Ánh mà kéo đến thì bọn ngươi không có chỗ chôn thân. Còn Nguyễn Ánh thì hơn 20 năm ròng rã lăn lộn giang hồ, ông vẫn kiên định với một mục tiêu: trống vì chính đời mà trả thù, quyết không từ bỏ. Một hôm, Nguyễn Ánh thừa dịp nổi lửa đốt rất nhiều chiến thuyền của nhà Tây Sơn ở Thiền Nại. Đây là một thất bại to lớn nhất mà Nguyễn Huệ từng gặp phải trong đời. Đáng tiếc là trận này ông ở quá xa. Để trả thù, Nguyễn Huệ mở chiến dịch quy mô chưa từng có để bắt bằng được Nguyễn Ánh. Ba mũi quân như ba gọng kìm chặn hết mọi ngã. Khi Nguyễn Ánh sắp bị dồn vào cửa tử thì Nguyễn Huệ đột ngột bị ván đầu rồi đổ gục xuống. Đêm hôm ấy thì ông mất. Người ta đồn rằng ông bị tai biến mạch máu não. Sau cái chết của Nguyễn Huệ thì Nguyễn Ánh đã loại bỏ được địch thủ đáng gờm nhất và tiến hành thống nhất đất nước sau mấy trăm năm chia cắt.
Nguyễn Ánh đã trải qua những nguy hiểm rùng rợn, nhiều lần cái chết cận kề, thế rồi ông lại thoát được. Cái phúc ấy là điều rất hiếm hoi mà người đời khó bắt gặp, giống như tên thật của ông là Phúc Ánh. Trong suốt mấy mươi năm phiêu bạt giang hồ, cung tên Đạt Lạc cũng không bắt kịp ông, bệnh tật hiểm nghèo cũng không gõ cửa buồn của ông. Ông vẫn được trời cho sống và sống rất thọ. Trong cái thời loạn lạc đó thì chỉ cần một sự bất cẩn cũng để lại hậu quả to lớn, nhưng ông vẫn bình an một cách kỳ diệu. Còn Nguyễn Huệ không được cái may mắn này, khi tử thần đã đem ông đi khi tuổi ở ngoài 40 đầy sung mãn, với tương lai vinh quang đang chờ phía trước. Vua Quang Trung và vua Gia Long giống nhau ở chỗ hai người đều có ý chí sắt thép, bằng mọi giá đeo đuổi sự nghiệp đến cùng, không một ai ngăn cản được họ. Hai nhân vật tài hoa này dũng cảm và cơ mưu hơn người, trong bụng đầy thao lược, luôn có những kế hoạch táo bạo mà ít người dám thực hiện. Chỉ tiếc là định mệnh buộc họ phải tiêu diệt lẫn nhau. Nguyễn Huệ đã ra đi đột ngột và lịch sử bước sang một giai đoạn mới. Đó là Nguyễn Ánh quyết định vai trò trên sân khấu lịch sử. Quang Trung trồng cây, Gia Long hái quả, Âu cũng là mệnh trời. Quân Xuyên tuy ngoài miệng nói khoác, nhưng trong bụng thì sợ Nguyễn Huệ như sợ cọp. Vậy có thể xem Nguyễn Huệ là cọp. Nguyễn Ánh lên ngôi, lấy hiệu là Gia Long. Gia là gia đình, Long là Thăng Long, tỏ ý đất nước từ nay thống nhất, Bắc Nam lại về một nhà. Vậy có thể xem Nguyễn Ánh là rồng. Một hổ với một long vào Đại Việt lập công, hổ nửa đường kiệt sức nằm xuống giữa hừng đông. Cơn mưa quét trận gió lòng, nhà Nguyễn trùng hưng ngõ Việt thông, ngõ Việt thông rồi chỉ thấy long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những câu chuyện khác vào 21 giờ của ngày mai. Xin cảm ơn mọi người. Credit Phạm Vĩnh Lộc, người đọc Ý Trần.